Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Yaris Cross mới ra mắt, hoàn toàn mới của dòng Toyota. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.5 xăng lái điện, phiên bản cao cấp nhất của Toyota Yaris Cross. Và trong khi giới thiệu về để anh chị ngắm về cái ngoại thất của xe, thì em xin phép là báo cho anh chị luôn về cái giá lăn bánh của tất cả các phiên bản Yaris Cross, cũng như là giá lăn bánh, mọi chi phí anh chị cần bỏ ra để có chiếc xe này về nhà là bao nhiêu. Yaris Cross thì được nhập khẩu nguyên chiếc tại Indonesia và về Việt Nam với hai phiên bản, một phiên bản là thuần xăng, còn một phiên bản là xăng lái điện. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản xăng lái điện HEV, và giá của phiên bản xăng lái điện này giá niêm yết là 838 triệu cho màu tiêu chuẩn. Hiện tại thì ngay từ khi ra mắt, đối với những khách hàng tiên phong thì bên em đã hỗ trợ cho anh chị luôn 50% trước bạ và thêm một phần tiền mặt nữa, thì tổng cái giảm giá tiền mặt nó sẽ rơi vào là 48 triệu tiền mặt. Và ngoài ra cũng tặng thêm cho anh chị một gói phụ kiện chính hãng nữa. Thì để lăn bánh chiếc xe Yaris Cross phiên bản xăng lái điện này thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 879 triệu là anh chị sẽ mang xe về nhà. Còn nếu anh chị nào quan tâm đến vấn đề trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền tối thiểu là 258 triệu là có thể là làm xong thủ tục mang xe về rồi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản thuần xăng thì có giá niêm yết là 730 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm là 43 triệu tiền mặt. Và tính ra giá lăn bánh nó rơi vào khoảng là 765 triệu. Và ngoài ra cũng tặng cho anh chị thêm một gói phụ kiện chính hãng nữa. Mà nếu anh chị quan tâm đến cái vấn đề trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 224 triệu thôi là có thể mang xe về nhà rồi. Và như em đã giới thiệu ở đầu video, đây là chiếc xe Yaris Cross hoàn toàn mới, phiên bản xăng lái điện màu trắng ngọc trai, màu trắng ngọc trai nóc đen. Thì anh chị vừa đi một vòng xung quanh xe thì em sẽ giới thiệu cụ thể hơn về cái chiếc xe này, từng bộ phận. Ở phần đầu xe anh chị thấy là thiết kế khá là bung vức theo những ngôn ngữ của những chiếc xe như là Toyota Ray, Toyota Veloz, Toyota Avanza. Hiện tại có phong cách thiết kế khá là bung vức. Thì xe được trang bị rất nhiều cái tính năng tối ưu như là cụm đèn full LED này, cảm biến trước, có cả cam 360, cũng như là cụm tính năng cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và đèn pha thích ứng. Như anh chị thấy ở phần thân xe thì la răng là dạng phanh xước mà rất là lớn. Xe này một chiếc xe 5 chỗ cầm cao nhập khẩu nguyên chiếc. La răng anh chị thấy ở đây đến 18 inch. Ký hiệu của HEV Hybrid. Gương thì có là cảnh báo điểm mù trên gương này, cụp ngửa gương tự động, có cái cam dưới ở trong cái cụm cam 360. Cửa mở thông minh, chạm là khóa vào. Hiện tại thì bọn em đã trang bị cho chiếc xe này một gói phụ kiện chính hãng, ốp tay về mưa. Và một cái đặc biệt khi anh chị sử dụng cái dòng xe hybrid là rất thân thiện với môi trường, cũng như là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 3,8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Anh chị thấy tổng quan ở phần hông xe, chiếc xe trông khá là bề thế, gầm cao bề thế. Và ở phần đuôi xe thì được trang bị cụm đèn full LED, có hai cảm biến sau. Đây là cái mắt cam sau trong cái hệ thống cam 360. Cụm đèn full LED, thiết kế khá là điệu cũng như là thể thao. Có giá nóc này cũng như là vây cắm mập. Đặc biệt những cái màu phối gần đây của Toyota rất là trẻ, những cái màu phối nóc đen vừa thể thao lại vừa sang trọng. Như anh chị thấy, đây là phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì được trang bị ốp da và nhựa mềm khá là nhiều. Đây là nhựa mềm, đây là da. Còn đây là được sử dụng nhựa bóng, anh chị thấy là cái nội thất của xe này rất là trẻ trung và năng động. Anh chị thấy là ngày xưa nói là Toyota nhiều nàng, nhưng mà bây giờ Toyota là quá nhiều option rồi. Có cụp mở gương tự động này, khóa cửa lên xuống kính, khóa kính là ở đây. Em sẽ vào phần ghế ngồi để giới thiệu anh chị. Ghế thì được trang bị là ghế chỉnh điện 8 hướng ở đây. Rất nhiều nút chức năng. Đây là gì ạ? Đây là chống trơn trượt này, bật chức năng chống trơn trượt này. Hỗ trợ phanh khẩn cấp này, mở cốp điện,
xe chỉ có hơn 800 triệu mà cái gì cũng có, cột điện, đèn pha thích ứng, chế độ lái điện này, còn đây là cài để đặt cái áp suất lốp, còn đây là cảm biến trước và sau. Bên dưới đây nữa là tăng giảm cái chiều cao của đèn. Còn đây là cụm điều chỉnh đèn này, đèn auto, có cụm điều khiển ở đây. Rất nhiều chức năng, rồi giữ làn đường này, giữ tốc độ thích ứng này. Ngoài ra thì màn hình cũng là màn hình rất là lớn, em sẽ đề lên cho anh chị thấy. Tít một cái thôi. Và Kia Đít Cross xin chào. Xe thì chỉ có mỗi cái chữ ready là sẵn sàng và đi. Màn hình rất là lớn, màn hình 10 inch. Cụm điều hòa là điều hòa auto anh chị ạ. Có sạc không dây, có cổng sạc USB Type-C này, rồi có cổng sạc USB thường này, rồi phanh tay điện tử auto hold gì nữa ạ. Còn rất nhiều chức năng, có cửa sổ kính toàn cảnh. Anh chị thấy ở đây cửa sổ kính toàn cảnh. Phiên bản xăng lai điện. Và một cái đặc biệt nữa, một cái cũng ít người để ý nhưng mà đập mắt ngay trước mắt đây ta chúng ta đây là loa, được sử dụng loa piano, nghe chất lượng âm thanh rất là hay. Em sẽ mở cái hàng ghế thứ hai để anh chị xem nhé. Hàng ghế thứ hai ngồi rất là rộng rãi, nó theo đúng cái kiểu của Touareg ngày xưa. Touareg ngày xưa kích thước chỉ có 4 mét nhưng ngồi rất là rộng, anh chị thấy cái khu để chân này rất là rộng. Phần cốp xe. Có cốp điện. Không thiếu cái gì cả. Ở chiếc xe này thì bên em cũng trang bị luôn cho anh chị, đây là cái khay hành lý chính hãng. Đây là cái tấm ngăn mùi này. Ngả, có hai chế độ ngả lưng ghế ở đây. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là về chiếc xe Iris Cross phiên bản xăng lái điện. Anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về trả góp cũng như các phiên bản về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.